Tài Lộc đang đứng tại trường tiểu học. Thì trước khi nói về những phần quà, thì Lộc muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến top 15 anh chị tặng quà bơ ke nhiều nhất. Một là anh Henry Hoàng Thịnh, hai là anh Trương Tác, ba là em gái On Ken Mèo, bốn là chị OS, năm là bạn Quýt, sáu là anh Dragon, bảy là anh Đỗ, tám là anh MB Ô Tô, chín là bạn Huy Rửa Xe Ban Kitan, mười là anh Ken Ken, 11 là em trai E Hi Hi, 12 là bạn Jenny, 13 là bạn Tùng Hiến, 14 là anh Bờ Ru Lễ Bùi, 15 là anh Keo Thăng Phạm. Và cảm ơn đặc biệt nhất là những anh em học sinh giỏi nhấp tay. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Phần quà gửi đến các em học sinh là mỗi bạn 2 triệu, tổng là 60 bạn. Thì từ lớp 1 tới lớp 2 là mỗi bạn sẽ nhận 2 triệu tiền mặt nha. Về từ lớp B tới lớp 5 là 30 chiếc xe đạp cho mỗi bạn. 10 chiếc xe đạp nam ở đằng kia là mỗi chiếc 2 triệu, là các bạn sẽ không nhận thêm tiền mặt. Còn ở đây là 20 chiếc xe đạp nữ, vé 1 triệu 7 một chiếc. Thì Lập sẽ gửi thơm mấy bạn đó, mỗi bạn thơm 300 ngàn cho tròn 2 triệu. Tổng là 120 triệu. Nhưng mà 100 triệu là tiền của Lập chích ra một phần anh chị bơ ke tặng. Chích ra đã tặng cho những em học sinh khó khăn ở trường tiểu học Duyên Điền. Về anh Trương Tác 10 triệu gửi cho Lập. Về ông anh Henry 10 triệu gửi cho Lập nữa, là tổng là 120 triệu. Thôi nha mọi người. Còn giới thiệu cho mọi người, đây là bạn Lửa từ Sài Gòn ra đây để hỗ trợ cho Lập tặng quà cho học sinh. Thì bạn Lửa cũng là những người tặng quà cho Lập luôn nha mọi người. Thì hôm nay Lửa muốn tặng cho các em mầm non đúng không? Hôm nay thì ra đây thì Lửa cũng mong muốn thấy Lập làm gì á. Thì Lửa cũng mong muốn là phát tâm thiện nguyện của mình cho trường mầm non là số tiền là 10 triệu đồng để giúp đỡ các em gặp hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn Lửa nhiều. Chúc các em học sinh, những em khó khăn và những em học sinh đang ngồi đây học thật giỏi, nghe lời bố mẹ và luôn luôn nghe lời thầy cô giáo. Nói chung em hơi run, có gì em thông cảm, em xin hết.